Ấy hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo của mình nha. Thì video này thì mình sẽ thông báo cho người về thời gian quay trở lại của trang phục Alan Tuyết Sơn Dòng Kiếm. Đồng thời mình sẽ chia sẻ cho người về chi tiết thể lệ để tham gia sự kiện để săn trang phục Alan nha. Và mình sẽ chia sẻ cho người một số quân huy dự kiến để cho mọi người có thể là chuẩn bị và mọi người có thể là biết được trang phục này tầng bao nhiêu quân huy để mọi người có thể lên hay không lên săn nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây mọi người like ra, đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn thì chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và phần đầu tiên mình muốn đính chính lại cho mọi người một chút, thì mình sẽ xin phép các bạn là mình sẽ lấy lại video của năm ngoái để lát mình sẽ review cho các bạn. Là tầm khoảng 9 tháng trước thì trang phục này quay trở lại rồi. Thì video này thì mình sẽ lấy lại video từ đợt trước, quay trở lại đợt trước để mình review cho các bạn nhé. Thì thể lệ để tham gia sự kiện lần này nó cũng tương tự như vậy, không khác một chút nào, với giao diện như vậy, chỉ khác mỗi thời gian thôi. Đó, và giá quân huy cũng như vậy, tùy theo con nick rẻ, con nick sẽ mắc hơn một chút. Thì quân huy mà mắc của sự kiện này là 2013 quân huy. Thì thời gian sự kiện ra từ 10 giờ ngày mùng 5 tháng 3, tức là 10 giờ trưa ngày mai thì sự kiện sẽ bắt đầu, và thời gian kết thúc vào ngày 24 tháng 3 nha. Và bạn nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình đó 0359188642 nha. Thì trung bình các bạn săn ấy thì các bạn sẽ mất tầm mắc là 2013 quân huy. Còn nếu bạn nào mà may mắn ấy thì như năm ngoái mình săn chỉ có mất 1k2 quân huy thôi. Còn trung bình thì mình thấy là tầm khoảng 1k3 cho đến 1k6 quân huy đã ra rồi. Thì nếu bạn nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín giá rẻ thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nha. Thì các bạn sẽ nạp cho mình gói 770.000, các bạn sẽ nhận được tầm khoảng 1k6 quân huy. Gói 730.000 các bạn sẽ nhận được tầm khoảng 1k5 quân huy gì đó. Và các bạn nạp gói 960.000 các bạn sẽ nhận được 2090 quân huy. Thì các bạn nạp gọi là gói đây thì chắc cú rồi nha. Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho người về đôi chút thể lệ của sự kiện để cho mọi người có thể là hiểu được sự kiện, để cho mọi người tham gia sự kiện nha. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu nạp cứ liên hệ qua số Zalo mình. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho người đôi chút thể lệ của sự kiện nha. Thì tham gia sự kiện để nhận trang phục Alan Tuyết Sơn Dòng Kiếm, để bắt đầu trò chơi các bạn sẽ lựa chọn 3 trang phục ngẫu nhiên cho trước. Thì vật phẩm thứ tư chắc chắn là các bạn sẽ nhận được trang phục Alan Tuyết Sơn Dòng Kiếm nha. Trong mỗi lượt chơi thì các bạn có thể là chọn quả cầu tuyết từ 1 đến 5 quả cầu, và mỗi quả cầu tuyết ấy thì sẽ có các vật phẩm khác nhau, như 4 vật phẩm cho trước khi bắt đầu này. Đó là những 3 vật phẩm mà các bạn lựa chọn ấy, và trang phục Alan Tuyết Sơn Dòng Kiếm, và các vật phẩm khác như là giấy bậc A, bậc S, thẻ đổi tên đó, và những cái vật phẩm. Thì khi các bạn nhận được cho mình đạt 5 ô, các bạn sẽ nhận được viền trang phục Alan Tuyết Sơn Kiếm, và 10 ô các bạn sẽ nhận được hoạt họa Alan Tuyết Sơn Dòng Kiếm, và đạt cột mốc 15 ô các bạn sẽ nhận được 5 giấy bậc S tuyệt sắc nha. Và giá quân huy sẽ tăng dần, và mỗi lần các bạn có thể lựa chọn từ 2 đến 5 ô cùng một lúc. Thì giá quân huy tăng dần 1, 9, 19 vân 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 đến max là 209 quân huy là ô cuối cùng. Thì max của sự kiện này là 2013 quân huy. Thì như năm ngoái mình săn ấy chỉ có 1k2 quân huy thôi, thì mình nghĩ là các bạn chuẩn bị cho mình tầm khoảng dưới 2k quân huy, thì tầm khoảng 1k6, 1k3, 1k6 quân huy nha. Thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn cần liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nha. Và mình xin đính chính lại cho các bạn một chút, thì sự kiện này thì mình sẽ lấy lại video của năm của cách đây lần trước ra lần trước cách đây 9 tháng rồi, thì mới thông cảm giúp mình. Nhiều bạn cứ bảo là mình lấy video lần trước ra câu view, thật ra mình có phải câu view gì đâu, mình chủ yếu là mình thông báo cho các bạn là thời gian quay trở lại. Đồng thời thì mình sẽ chia sẻ cho người về thể lệ của sự kiện nó như vậy, và ngày mai cứ thế, những anh em nào mà chưa săn bao giờ các bạn cứ thế các bạn săn thôi, và ngày mai mình sẽ tiếp tục làm video tiếp với các bạn, thế các bạn yên tâm. Thế nên anh em nào mình bảo mình làm video từ lấy video trước ra để làm gì, nó thể lệ nó tương tự, nó khác mỗi thời gian thôi anh em, không khác một chút gì cả, kể cả quân huy nó cũng tương tự như vậy thôi. Thế nên là anh em nào muốn săn thì cứ xem video này của mình thì nó sẽ tương tự nhé. Ok, thì sau đây thì mình sẽ tiến hành review cho người về sự kiện nha. Là sự kiện này mắc tầm khoảng bao nhiêu quân huy ấy, thì mình đã tính rồi mọi người, thì các cột mốc nó sẽ tăng lên theo các ô. Thì mắc là tất cả các ô này các bạn mở Funo thì các bạn sẽ mất là 2013 quân huy, là các bạn có thể sở được trang phục Alan rồi. Còn một số bạn may mắn hơn thì có thể sở từ 1k2 cho đến 1k6 quân huy, thế 1k8 quân huy là mọi người có thể sở được trang phục Alan đấy nha. Đấy, tùy theo khả năng may mắn của các bạn. Nhiều anh em may mắn thì có thể là sở bằng một quân huy được ấy, nhưng mà cái đấy là tỷ lệ đấy thì cũng hơi khó anh em ạ, tại vì là để sở được bằng một quân huy thì cũng hơi khó đấy. Ok, thì anh em nào muốn nạp quân huy cứ liên hệ qua số Zalo mình đó 0359188642 nha. Và mình cam kết các bạn khi các bạn nạp quân huy trên kênh mình ấy thì mình chỉ bán quân huy sạch thôi, thế nên các bạn yên tâm nhé, còn mặt uy tín các bạn còn bàn nhé. Ok, thì hiện tại thì mình mượn nick một bạn mình nạp quân huy cho mọi người,
Thế nên là bạn ấy mở một ô sẵn rồi, thế nên là cũng không quan trọng đâu anh em. Nó chỉ mất một con Huy, thế là sau đây các bạn cứ mở thôi. Ô này nó không có mẹo gì cả anh em, không biết là trang phục Allen ở đâu thì các bạn cứ vào, các bạn cứ bấm. Lần đầu tiên các bạn chọn cho mình 5 ô nhé. Lần đầu tiên các bạn chọn cho mình 5 ô. Và lần thứ hai các bạn sẽ lựa chọn cho mình 4 ô. Xong lần thứ ba các bạn sẽ lựa chọn cho mình 4 ô tiếp theo. Đấy. Thì còn tiếp theo là còn mấy ô còn lại ấy, mọi người sẽ chọn cho mình 2 ô. Đấy, ra luôn trong cái lần nó. 2 ô sau đó thì các bạn sẽ mở cho mình lần lượt từng ô một nhé. Đấy, các bạn cứ giảm dần ô một. Thì cái tỷ lệ mà các bạn sẽ kiểu tiết kiệm con Huy, nhiều bạn cứ mở full đến gần cuối các bạn mở full 5 ô thì nó rất là phí, biết đâu các bạn có thể là mở một ô nó ra luôn thì sao. Đấy, nên các bạn giúp các bạn tiết kiệm được mấy trăm con Huy đấy. Thì hiện tại bây giờ còn 4 ô nữa không, đúng không anh em? Thì xem mình xem bao nhiêu con Huy nhé mọi người. Thì 4 ô là giảm được 209 con Huy, 199 con Huy, 189 con Huy và 179 con Huy. Thì nick này mất 1237 con Huy là đã ra luôn trong vụ ăn lên rồi anh em. Ui rất là rẻ luôn. Thế là tiết kiệm được tầm khoảng 800 con Huy. Tuyệt vời luôn anh em. Đấy. Thế nên các bạn cứ làm theo cách của mình thì giúp cho các bạn. Nếu bạn nào mà kiểu nhân phẩm kém ấy thì không nói làm gì, nhưng mà những bạn nào kiểu nhân phẩm hên ấy, nhiều khi các bạn ra các bạn cứ bấm một ô nhiều khi nó còn hơn đấy. Tại vì là các bạn sẽ bấm cho mình 5 ô đầu tiên này. Sau đó lên hai bên là 4 ô là 8 ô tiếp theo. Và những ô còn lại mọi người sẽ bấm cho mình 1 đến 2 ô một đây nhé. Một ô thôi. Đấy. Thì mình thấy là nó sẽ giúp bạn tiết kiệm một chút. Ok, thì trước mặt mọi người là màn xuất hiện của trong Allen Tuyết Sơn Giao Kiếm. Tuyết Sơn có nghĩa là núi tuyết à anh em. Tuyết Sơn dịch ra là núi tuyết này. Song kiếm tức là Allen chúng ta sẽ cầm hai chiếc kiếm, tên là gọi là song kiếm, đúng luôn anh em. Đằng sau sẽ có một cái lưới tuyết này, sẽ có cây bonsai ở đây. Mình nghĩ là đây không phải cây bonsai đâu, khả năng cây này cây tùng anh em. Đấy, dáng rất là đẹp luôn, rất là phong thủy luôn. Allen sẽ đứng trên một ngọn núi tuyết, đồng thời trên tay sẽ hai cầm hai thanh kiếm, một thanh kiếm kiểu màu xanh kiểu sự sống anh em, một thanh kiếm kiểu bạch kim ấy. Đấy đó, và trước mặt mọi người ngoại hình của Allen nha. Trong trận đấu ấy thì mình thấy là màu nổi bật khả năng cái màu xanh nước biển anh em, đây hiệu biến về đấy. Khi biến về đúng không, các bạn sẽ để ý ra kiểu như một cái phong cảnh rất đẹp luôn, ở dưới có một bông hoa đó, núi tuyết các thứ. Bình thường là trên núi không có nước đâu anh em, nhưng mà đây là chắc là kiểu như là ở trên trời anh em. Tuyết Sơn Long Kiếm kiểu như là một trên trời ấy. Các bạn xem phim Trung Quốc kiếm hiệp các bạn thấy thì nó mới có nước thôi, trông nó kiểu phong cảnh hữu tình ấy. Đấy. Thì trang phục này ấy, thì mình giá là cái hiệu kỹ năng ấy thì mình thấy là khá là ổn. Nếu bạn nào mà hiện tại bây giờ mong muốn trang phục ăn lần hợp tác đấy, nhưng mà hiện tại giờ trang phục tác nó không có chèn lại rồi, thế các bạn có thể sợ trang phục này nhé. Đấy, chơi tạm trang phục này đi, hiện tại bây giờ thì trang phục này ăn lần chúng ta vừa rồi chỉ sở sức mạnh chương 2 thì nó không còn giữ chân lâu được như trước nữa thôi. Nó không giữ chân được như trước, nhưng mà được cái là chương 1 ấy, các bạn khi các bạn dùng thì các bạn có thể di chuyển được, giúp cho ăn lần chúng ta tránh cái trường hợp mà dùng chương 1 ấy không thể nào mà di chuyển được, thế nên rất là khó chơi. Thì bây giờ nó cải thiện rồi, các bạn có thể là vừa đánh các bạn vừa di chuyển được. Trang phục này thì mình sẽ đánh ra kiểu con chó sói thôi anh em, chó sói tuyết anh em, sói tuyết, mình gọi là sói tuyết cho dễ nhé. Đây chiều cuối đây đó, hiện ra một bông hoa, xong bên trên sẽ có con chó nó kiểu như nó hú anh em. Đấy, nó hú lên trông rất là xịn sò luôn. Chiều hai các bạn cũng lướt ra kiểu con chó sói tuyết. Chiều một các bạn cũng gọi ra con chó tuyết cũng khá là ok nhé. Ok, thì mọi người đánh giá sao về trang phục của mình có thể bình luận bên dưới giúp mình nhé. Và sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và cảm ơn bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye. Gotcha!